Bộ tộc ăn thịt người cuối cùng trên trái đất, tàn sát dã man đồng loại, bị quỷ ám để giải thoát. Bộ tộc đặc biệt này được cho là tàn sát và ăn thịt những người mà họ nghĩ là bị quỷ ám. Người Korowai ở Papua, Indonesia được cho là một trong những xã hội cuối cùng được biết đến còn thực hành tục ăn thịt đồng loại, ăn thi thể của những người bị linh hồn ma quỷ giết chết để bảo vệ họ khỏi bị tổn hại thêm. Trong khi các vụ tai nạn hoặc giết người được cảnh sát và nhân viên điều tra giải quyết ở hầu hết các xã hội, thì người Korowai ở Papua có cách riêng của họ. Pháp sư bộ lạc của họ tiến hành một cuộc điều tra và thường ra lệnh thực hiện nghi lễ ăn thịt đồng loại để giải quyết vấn đề. Đối với người Korowai, những linh hồn ma quỷ tên là Khakua sống giữa chúng ta, đôi khi chiếm lấy cơ thể con người để thực hiện những hành vi hèn hạ của chúng. Podcast Văn hóa và dân tộc trên thế giới giải thích: khi một thành viên bộ tộc chết một cách bất thường, điều đó thường được cho là do hành động của một Khakua. Theo họ, những linh hồn độc ác này gây ra mối đe dọa không chỉ cho cá nhân mà còn cho toàn bộ cộng đồng. Người Korowai tin rằng để ngăn chặn những cái chết bất thường hơn nữa, họ phải loại bỏ người bị quỷ ám. The Daily Star đưa tin những cá nhân bị ám được xác định này trải qua một quá trình phân biệt và tư vấn tâm linh. Sau đó họ bị toàn bộ tộc giết chết theo nghi thức. Điều này dẫn đến phần thứ hai của nghi lễ, chứng minh lý do tại sao người Korowai lại có được danh hiệu đáng sợ là bộ tộc ăn thịt người cuối cùng trên trái đất. Sau khi một Khakua bị nghi ngờ bị giết, thi thể của họ sẽ bị bộ tộc ăn thịt, các podcast giải thích. Hành động này không xuất phát từ nhu cầu nuôi dưỡng vật chất mà là một cử chỉ mang tính biểu tượng sâu sắc. Người dân bộ lạc không giết người bị ám như một hình phạt. Thay vào đó, nó được coi là một hành động thương xót, giải thoát họ khỏi con quỷ bên trong. Bột cạt cho biết thêm, việc giết Khakua được coi là một hành động trang trọng và cần thiết, được thực hiện để bảo vệ sự thịnh vượng của cộng đồng. Đời sống săn bắt hái lượm của người Korowai được cho là đã có hàng chục nghìn năm tuổi. Tờ Daily Telegram đưa tin rằng cho đến cuối những năm 1970, người Korowai không hề biết đến sự tồn tại của những người khác.